Tân trọng kính mời quý vị nghe một tùy bút của ông Nguyễn Văn Nơi. Anh đồng chia không đều. Sáng sớm ngày 29 tháng 4, chúng tôi tiếp tục công việc như mọi ngày. Nhưng trong lòng nôn nao khôn tả, từng đoàn dân chúng nhân của sư đoàn 18 bộ binh ào ạt kéo về hướng Sài Gòn. Chúng tôi kêu gọi họ là tiếp sức chấn giữ cây cầu này. Nhưng họ nói là được lệnh về bảo vệ thủ đô. Còn căn cứ giang thuyền của hải quân tại bờ sông Đồng Nai cạnh cây cầu này, ngày hôm qua còn có bóng người thấp thoáng. Đến hôm nay sao im vắng như vậy? Dưới sông còn mấy chiếc giang định nằm yên trên sóng nước, lăn tăn dưới làn gió nhẹ anh em tôi kéo đến hỏi ý kiến Trung Sĩ Ngôn là người có cấp bậc cao nhất và cũng lớn tuổi nhất trong bọn tôi. Tính sao Trung Sĩ? Người ta đã bỏ trốn hết rồi kìa. Trung Sĩ Ngôn đáp tỉnh bơ. Không tính gì cả. Giặc đến thì đánh chứ còn tính gì nữa. Lúc trước mình phải sang Campuchia, sang Lào, đi ra vùng một vùng hai tìm giặc mà đánh nay bọn chúng kéo đến đây thì ta phải đánh chứ còn nghĩ ngợi gì nữa lời nói khẳng khái của trung sĩ ngôn khiến anh em dù và các quân sĩ công binh địa phương quân cũng lên tinh thần chút ít một vài người phát biểu ý kiến trung sĩ ngôn đúng là một chiến sĩ can đảm của quân đội lẽ ra anh phải có cấp bậc khác hơn mới đúng quân đội cần phải có những chiến sĩ đảm lược như vậy. Trung sĩ Ngôn khoát tay bảo đừng nói tiếp nữa. Ông nói, nè các bạn đừng cho tôi uống nước đường tưởng tượng nghe. Đời binh nghiệp của tôi nếu có được kéo dài thì cũng thế thôi. Một tên quân phạm mà được Bộ Tổng Tham mưu cho tiếp tục phục vụ thì còn lên xuống gì nữa? Ai nấy đều không tin câu nói của Trung sĩ Ngôn. Ông ta phải xác minh tới lui mấy lần mà chưa có ai chịu tin. Riêng tôi thì tôi tin ông nói thật, vì tôi là hạ sĩ quan quân số của tiểu đoàn. Tôi nắm giữ hồ sơ lý lịch của quân nhân trong đơn vị nên tôi biết nhiều về quân nhân trong đơn vị. Tôi xin mở dấu ngoặc để nói về người hạ sĩ quan này sau trận mùa hè đỏ lửa năm 1972 vì nhu cầu bổ sung quân số cho các đơn vị tác chiến đang thiếu hụt. Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu và quyết định cho tiếp tục phục vụ các quân phạm được coi là thường phạm hiện đang bị giam giữ trong quân lao gò vấp. Ông Trung Sĩ Ngôn được xuất lao trong đợt đầu tiên và được bổ sung về tiểu đoàn 3 nhảy dù. Ngày tôi đến khối bổ sung nhận về 30 quân phạm, trong đó có Trung Sĩ Ngôn. Vừa gặp ông là tôi có thiện cảm ngay. Tôi đưa các quân nhân này về hậu cứ tiểu đoàn ở cổng số 9, trong căn cứ Long Bình, Biên Hòa, trang bị cho họ và chờ ngày tăng cường hành quân. Trong những ngày chờ đợi, tôi có dịp tiếp xúc với các quân nhân này để tìm hiểu và giúp đỡ chuyển thư từ, nhắn tin người nhà đến thăm, tiếp tế cho họ. Phần các quân nhân ở xa hoặc ở trong vùng mất an ninh thì chỉ gửi thư theo đường bưu điện thôi. Riêng trung sĩ Ngôn, quê ở Hấp Môn, tuy không xa lắm, nhưng xã ấp ở vùng sôi đậu, nên tôi không thể đem thư đến nhà cho ông được. Tôi cố gắng đi đến chợ quận Hóc Môn rồi hỏi thăm tìm những người cùng xã ấp với ông, nhờ họ chuyển thư về gia đình ông. Cuối cùng, thân nhân của ông cũng đã tìm đến thăm ông được. Và nhờ vậy, ông mang ơn tôi. Có tâm sự gì, ông đều phun ra hết và con đường tù tội của ông như sau đây. Sau Tết Mậu Thân, nhảy dù và thủy quân lục chiến, gần như thường xuyên có mặt tại quân khu 1 và quân khu 2. Các người lính tổng trừ bị này hầu như là trấn thủ lưu đồn của thời xa xưa. Có khi hai ba năm chưa được về thăm gia đình một lần. Trung sĩ Ngôn tuy là đã có gia đình, nhưng vì lính xa nhà, trong lúc sức lực phương cường, nên thường lén rời đơn vị, đi thăm để thất hạm đội cắm xào trên sông Hương. Một lần, sau khi lãnh lương, anh đi lả lướt trên sông Hương. Đến sáng ngày tỉnh dậy mới hay, bị mất ví, cả giấy tờ tùy thân và tiền lương tháng mới lãnh chưa kịp gửi về cho vợ. Còn chiếc thuyền thì đã cập bến, nhưng người lái không có ở đó. Trên đường trở về vị trí đóng quân bị quân cảnh sát giấy tờ không có, nên bị bắt giữ rồi giải giao về đơn vị thọ phạt. Quá uất ức, nên sau khi thọ phạt xong, Trung Sĩ Ngôn cầm một quả lựu đạn tìm đến bờ sông, thì rất may anh gặp lại cô lái đò hôm trước. Anh đòi lại cái ví và số tiền anh đã bị đánh cắp. Cô lái đò chối cãi là không có lấy. Anh đập trái lựu đạn vào đầu cô phun máu, cô ta mới chịu nhận là có lấy nhưng người anh ma cô của cô đã cất giữ rồi theo lời cô lái đòn nói lại là nếu anh có tiền chuộc mới được trả lại quá tức giận anh lại cầm trái lục đạn đập vào đầu cô ta khá mạnh khiến cô ta kêu thét lên rồi ngất xỉu luôn các người trên thuyền bên cạnh tri hô lên là có án mạng nên lính quân cảnh và an ninh quân đội đến bắt anh. Anh kháng cự, đưa ra trái điều đạn dọa, nếu ai đến gần sẽ cùng chết với anh. Anh về đơn vị trình diện và bị an ninh quân đội của đơn vị bắt giải về Sài Gòn, đưa ra tòa án quân sự mặt trận quân khu 3. Tôi hỏi chen vào, vậy thì anh có muốn luật sư bào chữa cho anh không? Tòa án xử anh có nặng lắm không? Trung sĩ ngôn thở ra chán nản nói. Hừ, tiền đâu mà mướn luật sư. Tiền của mình nó lấy hết rồi. Nên mình mới gây nên tội. Tôi trình bày tất cả sự việc để ông tránh án quyết định. Chứ không thèm xin ân giảm gì hết. Tôi tò mò hỏi anh về quang cảnh của phiên tòa. Anh đáp. Đầu tiên, họ điệu tôi ra giữa phòng xử. Các viên chức trong tòa lần lượt đi ra, cuối cùng tới ông chánh án là một vị trung tá trong quân đội việt nam cộng hòa đầu tiên họ đọc cáo trạng về trường hợp phạm pháp của tôi tiếp theo ông ủy viên chính phủ tức là công tố lên án tôi tôi bị khép vào ba tội tội thứ nhất phạm vào điều giáo lệnh thứ năm không được bê tha rượu chè cờ bạc trai gái và nghiện hút tội thứ hai can tội sát nhân, đánh chết người phụ nữ chân yếu tay mềm không thể tự vệ. Tội thứ ba, dùng vũ khí để chống lại nhân viên công lực làm nhiệm vụ. Cuối cùng, Ủy viên Chính phủ xin ông tránh án, lên án thật nặng đối với quân nhân vô kỷ luật để làm gương. Đến phần luật sư biện hộ, vì không có luật sư của bị cáo nên tòa chỉ định một luật sư tình nguyện giúp tôi. Tôi nói là tôi không cần để tôi tự trả lời lấy. Về tội thứ nhất, các điều bê tha rượu chè cờ bạc nghiện hút tôi không có. Còn vấn đề trai gái thì tôi sống theo luật tự nhiên giải quyết sinh lý. Vì một người bình thường mà phải xa nhà cả 2 3 năm, thậm chí 4 5 năm thì bị mất quân bình họ còn lo chiến đấu sống chết bất ngờ ăn uống thiếu thốn nằm rừng ngủ bụi thì làm sao chịu nổi tôi đặt ví dụ một người công chức mỗi ngày làm việc 8 giờ tan sở đã có công xa đưa đón về nhà có vợ con săn sóc họ được ba bữa ăn nóng còn giới quân nhân thì sao có nhà mà cả mấy năm không được về có vợ mà phải đi ngủ với gái biếm lại còn bị tội bê tha trai gái. Về tội thứ hai, tôi nhìn nhận có nóng này quá mạnh tay với cô đó. Nhưng thưa quan tòa, tôi ăn bánh trả tiền xong phẳng. Tại nó lấy tiền, lấy giấy tờ của tôi khiến tôi bị bắt, bị phạt kỷ luật. Sau đó nó còn đòi tiền chuộc thì tôi không nóng sao được chứ. Về tội thứ ba, tôi dùng lựu đạn để gây áp lực chứ không hề mở khóa an toàn không gây thương tích hay nguy hiểm cho nhân viên công lực tôi không để nhân viên công lực bắt tôi vì tôi không muốn để những người phe phẫn ở thành phố bắt những chàng đi tác chiến tôi quyết về đơn vị để cấp chỉ huy định đoạt phần trình bày của tôi đã xong tôi hỏi anh sau đó thì sao Công tố viên còn nói gì không? Tòa tuyên bố thế nào? Có nặng lắm không? Anh nói. Khi tôi nói, ủy viên chính phủ có vẻ bất bình. Muốn ngăn lại, nhưng ông tránh án không tỏ thái độ gì, nên ông ta cũng nín luôn. Cuối cùng ông tránh án thay vì kết án là tội cố sát, hay ít ra là kết tội cố ý đả thương nhân thương trí mạng gì gì đó thì ông tránh án đã lên án là ngộ sát và hình phạt là 5 năm tù ở. Nhưng mới 2 năm thì được cho ra ngoài tiếp tục phục vụ. Tôi nói thiệt nghe, nếu con được đi ra ngoài đó nữa, thì tôi sẽ vẫn đi thăm để thất hạm đội đó nữa à. Vậy mà giờ đây, trước giờ phút hấp hối của thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, anh vẫn hiên ngang đóng tại cửa ngõ vào thành phố. Vẫn cùng sáu người thương binh tự đặt dưới quyền điều khiển của anh. Cạnh đó, các quân nhân công binh, địa phương quân cũng lây cái hào khí của anh. Họ hứa sẽ ở lại cùng chiến đấu với anh em dù. Và bây giờ chúng ta hãy nghe binh nhất hào hoa của tiểu đoàn một nhảy dù kể tiếp. Từ buổi trưa đến chiều ngày 29 tháng 4, các quân nhân của sư đoàn 18 bộ binh đi về càng nhiều. Có người thì đi lẻ tẻ, có tốt thì đi chung nhiều người, quần áo lôi thôi lách thách. Có người có vũ khí, có người chỉ có một cái ba lô, chứ không còn cái mũ sắt, mũ nhựa gì cả. Tôi tự nghĩ đây là họ di tản chiến thuật để sẽ được tái phố trí ở một vùng nào đó nhiều người dân di chuyển trên đường dục chúng tôi. Chạy đi mấy chú nhảy dù. Bộ đội Việt Cộng tràn tới rồi kìa. Nghe họ nói, tôi cũng cảm thấy lo ngại. Hàng đoàn quân còn chạy, thì mấy mươi người chúng tôi có nghĩa lý gì với cơn thác lũ của chiến cuộc? Tôi liếc nhìn các bạn dù tại đó, thấy họ vẫn bình tĩnh chứ không có vẻ lo sợ gì hết. Tôi nghĩ họ đã dày dạn phong xương, đã tôi luyện trong máu lửa, nên lòng họ đã chai lì rồi chăng? Còn tôi thì... Từ ngày Tổng thống Nixon lên chức, ông quyết định rút hết quân về nước trong danh dự. Ông đưa ra áp dụng kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, tức là bỏ của chạy lấy người. Quân Mỹ và đồng minh ào ạt đến, rồi cũng ào ạt rút lui. Các căn cứ quân sự được chuyển giao lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong các căn cứ đó, có căn cứ Long Bình là rộng lớn và ở gần thủ đô Sài Gòn nhất. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã có kế hoạch chỉnh trang thành phố mà hai doanh trại của nhảy dù là trại Nguyễn Trung Hiếu của tiểu đoàn 1 nhảy dù nằm trên đường lê văn duyệt đối diện với nghĩa trang đô thành sài gòn và doanh trại phạm công quân của tiểu đoàn ba nhảy dù nằm trong vườn cao su của nhà thờ chí hòa tại ngã tư bảy hiền là bị ưu tiên chiếu cố để chuyển đi cả hai tiểu đoàn một và ba nhảy dù đều được giao cho một số nhà tôn tại cổng số chín trong căn cứ Long Bình để làm doanh trại cho đơn vị mình. Vì doanh trại cũ của tiểu đoàn 3 nhảy dù sẽ được ưu tiên xây bệnh viện vì dân nên toàn bộ trại này được chuyển về doanh trại mới gần cuối năm 73. Còn tiểu đoàn 1 nhảy dù chưa kịp chuyển về căn cứ này nên chỉ đưa một bán đội 6 người đến tiếp nhận và trông chừng doanh trại. Và tôi là binh nhất Hào Hoa là một trong sáu quân nhân được phái đến giữ trại đó. Sáu người anh em chúng tôi thường hay săn doanh trại của tiểu đoàn 3 nhảy dù chơi với các quân nhân phụ trách về các việc chuyên môn của đơn vị này. Lý do tôi được đến giữ doanh trại mới này là trong lúc cùng đơn vị tham dự hành quân tại Quảng Trị. Tôi bị thương, được di tản về bệnh viện Đỗ Vinh để điều trị. Khi vết thương đã bình phục, Tôi chuẩn bị tăng cường cho hành quân, thì gặp lúc tiểu đoàn cần một số quân nhân đến tiếp nhận và trông coi doanh trại mới vừa được chuyển giao, và tôi được chọn cùng với năm anh em khác. Vì vậy mà tuổi chiến trường, kinh nghiệm chiến trận của tôi còn kém cỏi nên khi nghe dân chúng bảo chạy đi, tôi cũng thực sự lo ngại lắm. Các binh sĩ kia cũng có vài người dao động, lo lắng trước những việc diễn biến quá nhanh. Minh Nhì Kha rụt rè hỏi Trung Sĩ Ngôn Mà cũng có thể hỏi Trung anh em dù Làm sao bây giờ Trung Sĩ? Trung Sĩ Ngôn đáp không do dự Như tôi đã nói ngày hôm qua Lúc trước ta đi tìm giặc mà đánh Bây giờ chúng nó tới thì ta phải đánh Chứ còn tính gì nữa Nếu anh em nào sợ Thì chạy theo đoàn người di tản đó đi Tôi không có cản trở đâu còn anh em nào không sợ thì ở lại chúng ta cùng nhau chiến đấu tới cùng." Trước lời nói quyết liệt của Trung Sĩ Ngôn, anh em lên tinh thần trở lại, họ hứa sẽ ở lại chiến đấu tới cùng với Trung Sĩ Ngôn. Riêng tôi không có ý kiến, ai làm sao tôi làm vậy thôi. Trọn đêm đó, tiếng súng nổ từ xa đến gần, hướng Sài Gòn thỉnh thoảng có tiếng pháo kích rải rác đó đây tuy không nhiều lắm. Chúng tôi cũng thay nhau ngủ gà ngủ gật trong các công sự bằng bao cát. Trời vừa hừng sáng ngày 30 tháng 4, Trung sĩ ngôn đốc thúc anh em tìm chỗ có thể vừa ẩn nấp vừa chiến đấu bên dưới gầm cầu. Chứ mấy cái công sự bằng cát đó chẳng có nghĩa lý gì đối với xe thiết giáp T-54 của Cộng quân Trung Sĩ Ngôn còn phái Hạ Sĩ Đắc và binh nhất tân sang bên kia đầu cầu để lấy thêm một ít súng chống trên xa M72 để tăng cường cho đầu cầu bên này. Hai người đi một lát rồi quay trở lại với mấy khẩu M72. Hai anh báo cáo. Trong đêm qua, toán công binh và địa phương quân đã bỏ đi hết mấy người rồi. Trung Sĩ Ngôn chưa kịp có ý kiến gì thì chợt có tiếng động thiết giáp chạy rần rần từ xa dân chúng chạy tán loạn vào vệ đường và la hoảng lên vì cộng tới nó khó xe tăng nữa kìa chúng tôi thấy giữa đường có hai chiếc xe thiết giáp treo lá cờ xanh đỏ và ngôi sao vàng ở giữa hai bên đường bọn bộ đội học tóc chạy theo cho chiếc xe chạy đầu dừng lại và bắn vào ụ cát làm công sự trên cầu. Sau so tiếng nổ lớn, ụ cát đã biến mất. Chúng lại bắn tiếp các ụ khác. Chúng tôi nấp ở gầm cầu nên không bị thương tích gì. Ba người chúng tôi thủ M72, bốn người kia thủ M16. Đồng loạt nhả đạn khiến đám bộ đội nằm rạp xuống vệ đường. Chiếc xe chạy đầu sau khi bắn mấy phát liền chạy tới bị trúng đạn M72, bị đứt xích đang xoay tròn trên xa lộ. Chiếc xe T-54 còn lại và đám bộ đội bắt đầu phản công. Chúng đã biết chỗ ẩn nấp của chúng tôi nên tất cả đều nhắm bắn vào chỗ chúng tôi. Trung sĩ Ngôn vừa chiến đấu vừa bảo anh em tôi. Súng M16 bắn vào bọn Việt Cộng chứ đừng bắn vào xe thiết giáp vì chỉ gãi ngứa cho nó thôi. Còn súng M72 bắn vào xích của nó có kết quả hơn. Chúng tôi bắn xong một loạt, liền thay đổi vị trí mới, nên bọn Việt Cộng tuy đông người hơn, nhưng chưa bắn chúng anh em chúng tôi một viên nào. Trung sĩ Ngôn và Hạ sĩ Đắc bảo anh em tôi bắn phụ đầu bọn nó cho hai anh sử dụng súng M72. Chúng tôi làm y lời họ và hai anh đã bắn cháy chiếc T-54 thứ hai. Tuy áp lực trên hai chiếc T-54 không còn, nhưng bọn bộ đội nó tràn tới càng lúc càng đông. Trung sĩ Ngôn căn dặn anh em, các bạn hãy tiết kiệm đạn, chúng ta phải chiến đấu lâu dài đó, chứ không có ai tiếp viện đâu. Chúng tôi bắt đầu bắn dè sẹn từng loạt một, cũng có thể trận đứng bọn cộng quân được chốc lát. Nhưng kìa, hai chiếc PT-76 khác lại ao ao chạy đến. Mà chúng tôi chỉ còn có hai khẩu M-72. Trung sĩ Ngôn thủ một khẩu. Hạ sĩ Đắc thủ một khẩu. Chúng tôi lại bắn ao ao kiểm trợ cho hai người để bắn chiến xa. Nhưng phía cộng quân cũng bắn rát quá. Nên hai anh bắn không trúng chỗ hiểm hai chiếc thiết giáp liền chạy thẳng qua bên kia cầu. Bọn bộ đội cũng nương đà đó chạy theo xe qua cầu. Một số quay tại đầu cầu gọi chúng tôi đầu hàng. Bọn tôi đáp lời chúng bằng những phát đạn thật chính xác. Vì vậy chúng không dám xông vào chỗ ẩn nấp của chúng tôi. Chúng tôi mong các quân nhân của đơn vị bạn giật sập cầu hoặc dùng súng M72 bắn hạ mấy chiếc xe vừa thoát chạy sang bên đó. Chứ nếu để nó thoát được thì tai hại lắm. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chúng tôi nghĩ là họ đã bỏ trốn hết rồi. Quá thất vọng. Trung Sĩ Ngô nói, Chúng ta muốn góp sức để ngăn chặn đường tiến của bọn cộng quân, nhưng chúng ta cô đơn chiến đấu. Sức chúng ta chỉ có hoàn đạn dược sắp hết rồi. Bây giờ các bạn muốn tiếp tục chiến đấu hay muốn trốn đi đâu tùy ý. Riêng tôi quyết chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Ai nấy lên tiếng quyết chiến đấu không chịu lùi bước. Riêng tôi có hơi do dự. Thấy vậy, trung sĩ ngôn bảo tôi. Em có thể chui vào đám lục bình trên mặt nước kia để trốn đi. Bây giờ còn kịp. Nghe vậy tôi cảm thấy bị chạm tự ái Nên tôi quyết ở lại Lúc bây giờ đám bộ đội trên cầu kêu lớn Hàng sống chống chết Hàng sống chống chết Ngay lập tức chúng tôi trả lời bằng mấy loạt đạn Chống trả thêm một lúc Chúng tôi đã thực sự hết đạn rồi Bây giờ đến quyết định cuối cùng Trung sĩ Ngô nói anh em nào vì gánh nặng gia đình muốn ra hàng để giữ mạng sống thì cứ tự nhiên hạ sĩ đắc hỏi lại vậy thì còn trung sĩ tính sao trung sĩ ngôn đáp học không đầu hàng hạ Hà sĩ đắc nói tôi cũng không đầu hàng cả bốn anh lương tân kim và kha cùng đồng loạt lên tiếng chúng tôi cũng vậy không đầu hàng còn mấy viên đạn bắn hết rồi tính. Thế là chúng tôi lại tiếp tục bắn tỉa những tên nào ló đầu vào gầm cầu. Rồi thì cuối cùng viên đạn. Cuối cùng cũng đã được bắn đi. Trung sĩ ngôn tuyên bố. Chúng ta không đầu hàng giặc. Cũng không để cho giặc bắt. Vậy chúng ta cùng nhau chia cái này. Trung sĩ Ngôn cầm trái đầu đạn M26, đưa ra đoạn bắt tay từng người, xong tất cả ngồi quay vòng tròn quanh trái lựu đạn. Tôi cũng ngồi xuống như mọi người, nhưng bất chợt. Trung sĩ Ngôn cầm cái ba lô để trước mặt tôi. Tôi vội đưa tay ra dẹp cái ba lô, nhưng không còn kịp nữa. Khi tôi tỉnh dậy, cảm thấy mặt mũi đau buốt tôi khẽ rên lên và một người thợ câu chèo thuyền nghe được ghé vào cứu giúp cho tôi từ đó đến nay tôi vẫn còn hận anh em tiểu đoàn ba nhảy dù đã chơi xấu với tôi làm cái việc ăn đồng chia không đều vì nhờ có cái ba lô mà trung sĩ sơn để trước mặt tôi mà tôi không chết cùng anh em mẫu đỏ nguyễn văn nơi